À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em lên cho các bác ba cái dòng dây loa cực kỳ là cao cấp. Đấy. Thì cái dòng dây loa XLO và Max Levinson là hai cái dòng này là bên em mới về được hàng. Đấy, mới về thêm nha. Những cái dòng này thì đợt trước là em đã hết hàng rất là lâu rồi. Em hết hàng cũng khá một thời gian rồi đó. Thì hôm nay bên em về lại hàng để phục vụ cho tất cả các bác. Thì những bác nào đang có nhu cầu về những cái dòng dây loa cao cấp này, chất lượng sản phẩm tuyệt đối như thế này thì bác thì alo trực tiếp cho Huy Cường Audio. À, thì hai số điện thoại trên màn hình đây thì các bác có thể kết bạn Zalo hoặc alo trực tiếp cho bên em để em tư vấn làm sao chi tiết nhất, đấy, phù hợp nhất cái dàn âm thanh của nhà các bác nha. Rồi thì thực ra là cái dòng XLO và Max Levinson thì em đã giới thiệu các bác cũng tỉ mỉ trong những cái video trước rồi. Đấy, chủ yếu hôm nay em lên cho các bác cái dòng dây loa lọt đót. Đây các bác có thể thấy đây. Đấy, trước mặt các bác đây chính là một cặp dây loa lọt đót. Dòng này nó là dòng dây loa đấy, hai đơm cái dòng hai đơm mình đấy thì nó là dòng màu đỏ hồng hồng nha các bác. Còn dòng dây loa này nó là dòng lọt đót Valaha 2. Đấy, dòng này là dòng Valaha 2. Dây là dây cắt mét bên nước ngoài người ta thi công nên là giá thành bên em về nó rất là tốt cho tất cả các bác nha. Đấy, các bác nhìn này, một cặp dây loa của nó này cực kỳ là đẹp. Các bác có thể thấy được. Này cái bán dây của nó này. Đấy, cái độ bạc tinh khiết của nó các bác thì thấy được đấy, cực kỳ là tuyệt vời nha. Đấy, các bác thấy rồi, chất liệu bạc tinh khiết của nó này, đó, dây rất là to. Đấy, các nhìn các bác, đấy, các bác nhìn cái bán dây của nó này, đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cực kỳ đẳng cấp nha. Đấy, cặp này thì bên em về là nối vế là 2,5 mét. Đấy, đầu jack của nó thì chắc chắn là đầu jack bắp chuối rồi. Tại vì lọt đót thì 100% nó đều sử dụng những cái đầu jack bắp chuối đang cưa như thế này, từ đời thấp đến đời cao nha. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đấy, lọt đót made in USA. Dây này là dây bên nước ngoài người ta thi công nha các bác. Đấy, đầu jack bắp chuối đang cưa được mạ vàng công nghiệp 24K rất là đẹp, rất là bóng nha. Đấy, các bác nhìn này. Đây, mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Một cái loại dây như này này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nó gồm từng đầy loại này, em đếm cho các bác nha. Đấy, đôi này, 4 này, 6, 7. Tức là một sợi như này đây. Đấy, một cái đầu bắp chuối như này là nó gồm 14 loại đồng mạ bạc nha. Dây này của nó là dây đồng mạ bạc nhưng tỷ lệ pha bạc của nó thì cực kỳ là cao cấp nha. Tỷ lệ pha bạc của nó thì cực kỳ là đỉnh. Đấy, các bác nhìn thấy là bắp chuối đang cưa của nó này, mạ vàng công nghiệp 24K. Thì cái dòng dây loa lọt đót này thì nó ưu điểm của nó nha. Đấy, nếu nó là ưu điểm của nó thì nó cải thiện rất là tốt cho tất cả các bác ở cái giải cao. Đấy, giải cao của nó nghe rất là bay bổng. Đặc biệt những bác nào mà đang muốn cải thiện tốt giải cao này, giải trầm của nó đang bị dư thì các bác có thể sử dụng được cái dòng dây loa lọt đót như thế này. Các bác đánh, đấy, chất âm nó ra cực kỳ là êm ái và mềm mại nha. Đấy, các bác nhìn dây cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? Dây rất là đẹp nha. Dây này nó là 100% là chưa có qua cắm rút ở Việt Nam nha các bác. Đấy, cái dòng dây loa lọt đót này. Đấy, Valaha 2. Các bác nhìn cái bản dây của nó này. Thì cái dòng này nó là đứng nhì bảng của hãng rồi. Đấy, đứng nhì bảng của hãng. Các bác nhìn chưa? Rất là đẹp. Đấy. Mỗi vế 2,5 m, dây bên em về thì đa số là 100% là 2,5 m rồi. Thực ra nó là cái cự ly tiêu chuẩn rồi. Đấy, nên là tất cả đây bên em nhập về thì nó đều 2,5 m thôi. Đấy, các bác nhìn thấy cặp dây loa của nó đây. Rất là đẳng cấp. Đấy, các bác nhìn chưa? Lọt đót này. Đấy. Tại vì sao bên này em thấy nha, bên đó người ta làm cũng rất là cẩn thận này. Đấy, bên này bên trong này, như bình thường em thấy như cái dòng Valaha 2 ấy, bên trong tem co này thì người của hãng ấy thì cái dòng này của nó thì nếu mà hàng mới thì nó rất là mắc. Đấy, và bên trong của nó thì nó cũng chứ Valaha 2 nhưng mà cái dòng này là hàng mà người ta tự thi công ở bên nước ngoài, người ta tự thi công á, người ta không có như vậy. Thì người ta chỉ có một mặt tem co như này thôi. Đấy, chỉ một mặt tem co thôi. Dây này là dây của người ta thi công. Đấy, người bên nước ngoài người ta tự thi công rất là đẹp. Đấy, cái này thì hôm trước em có bán một cặp rồi đấy. Em có bán rồi. Đấy, thì khách đánh giá cái dòng dây này thì cực kỳ là tuyệt vời nha. Chất âm rất là hay. Đấy, nhưng bác khách báo là cắm rồi là không muốn rút ra cái dòng dây loa lọt đót Valaha 2 như thế này. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đấy, thì cái giá của cặp này thì em bán cho các bác là 12.500.000 nha. Đấy. Rồi, thì tiếp đến cái dòng dây loa XLO mà đã đứt hàng cũng khá là một thời gian rồi.
đấy, nó cũng phải tầm một tháng rồi. Thì hôm nay bên em lại về hàng cho các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, cặp dây loa XLO này. Đấy, các bác nhìn ra, made in USA này, dây bãi. Cái này nó là dây bãi đã qua sử dụng rồi nha các bác. Đấy, các bác nhìn nha. Đó, XLO LX Lux này. Đấy, hàng còn made in USA nha. Đấy, các bác có thể thấy được cái cục chống nhiễu của nó này. À, và cái dòng dây loa lọt đót cũng như là cái dòng này thì nó đều là dòng dây loa chống nhiễu hai chiều cực kỳ là cao cấp nha. Đấy, tất cả đều là dòng dây chống nhiễu hai chiều, kể cả là dòng Max Levinson kia cũng vậy, đều là những cặp dây chống nhiễu hai chiều cực kỳ là tuyệt đối cho tất cả các bác. Đấy, cái độ chống nhiễu của nó thì rất là cao cấp rồi. Các bác nhìn này. Đó, XLO Electrolux. Đấy, nó là dòng Hi-Fi Spec KB này, các bác nhìn chưa? Đấy. Và dòng này thì lõi dây của nó thì nó chỉ có 5.0 ly nha. Đấy, các bác nhìn này, đây lõi dây của nó là 5.0 ly. Đây, dây của nó này các bác nhìn thấy chưa? Để em sẽ quay cái đầu rắc cho anh em xem nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? XLO Electrolux này, các bác nhìn thấy chưa? Đó, dây đã qua sử dụng bên nước ngoài rồi. Đấy, rất là cao cấp. Cặp này thì cải thiện tốt cho tất cả các bác là 3 giải trung chấm chép, 3 giải cực kỳ là hay hệ nha. Đấy. Đặc biệt là những bác nào đang thiếu giải bát, các bác chơi những dòng dây loa như này đánh cực kỳ chất lượng. À, cũng là mỗi vế 2,5m thôi. Và cặp này thì em vẫn đang bán các bác mức giá là 7.800.000 nha. Giá hôm nay bên em vừa về nó lại lên một chút xíu nha. 7.800.000 một cặp dòng dây loa XLO chống nhiễu hai chiều cho tất cả các bác. Rồi, tiếp đến cuối cùng đây chính là một cặp dây loa Max Levinson. Đấy, là những dòng này thì lần trước là cái dòng Max Levinson, những lần trước là bên em về thường là về được 2 cặp, 3 cặp nha. Đây là lại về duy nhất một cặp thôi. Đúng một cặp duy nhất, không có hàng các bạn. Thì em cũng có đặt hàng ở bên đó rồi nhưng mà người ta chưa có về được. Đấy, nên là mình cũng không còn có hàng. Đấy. Đây các bác nhìn đây, cặp dây loa Max Levinson. Em bán không dưới 10 bộ nha. Mà trong thời gian này em chỉ về khoảng 2 tháng đổ lại đây thôi. Em bán là không dưới 10 bộ rồi. Mà tất cả những bác nào đã từng trải nghiệm cái dòng dây loa Max Levinson như thế này thì 100% tất cả các bác đánh giá cái dòng dây loa này tiếng rất là hay. Đấy, tiếng rất là chi tiết nha, cực kỳ là tách bạch, tiếng nhạc cụ rõ ràng, chi tiết. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết hơn về cái dòng dây loa này cho các bác này. Đây, các bác nhìn nhá. Đây chính là cái cục dây chống nhiễu của nó này. Đấy, Max Levinson này. Các bác nhìn chưa? Đó, Max Levinson và Hắc Mai, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Những bác nào mà để ý những cái dòng dây loa như Max Levinson này ở Việt Nam mình nó không có nhiều đâu. Rất là ít nha. Đó, các bác nhìn này. Cái cục chống nhiễu này thì nó chảy xước như này cũng chuyện rất là bình thường nha các bác. Đây. Đó. Nó là dòng dây loa bãi, cũng là một trong những dòng đã qua sử dụng rồi. Đấy, nên là nó bị chảy xước như thế này nó cũng là chuyện quá là bình thường thôi. Không, những cái này thì mình thực ra là mình cũng không thể tránh khỏi được các bạn. Đấy, nó không thể tránh khỏi được đâu. Đầu rắc của nó đây. Còn tuyệt đối nha, riêng cái dòng đầu rắc này này, cái đầu rắc bắp chuối của nó này. Đây, bắp chuối carbon này của nó nha, các bác cứ xài 1525 này, các bác nhìn thấy chưa? Không bao giờ nó có thể bị oxy hóa được. Mà cái lớp mạ carbon của nó thì cực kỳ là cao cấp rồi. Mật độ tiếp xúc của nó thì cũng rất là ổn. Các bác có thể lấy loại dây của nó là loại 6.0 ly. Loại 6.0 nha. Đấy, cặp dây loa Max Levinson 11 triệu đồng một cặp Tela Max Levinson. Ship hàng toàn quốc rồi các bác. Đấy, thì hôm nay bên về cũng tương đối những cái dòng dây loa cho các bác, thì những bác nào đang có nhu cầu. Đấy, các bác có thể alo trực tiếp cho Huy Cường Audio. Đấy, qua hai số điện thoại trên màn hình kia thì Huy Cường sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Rồi, thì xin cảm ơn và tạm biệt tất cả các bác ở những video kế tiếp.